Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố, hiện thành phố có trên 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên, có trên 1,6 triệu công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên đến nay, thành phố mới nhận được 140.000 liều vaccine và triển khai tiêm phòng mũi 1 cho hơn 60.000 người và hơn 10.000 người tiêm đủ 2 mũi. Để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng với trên 70% dân số, thì việc mua vaccine phòng COVID-19 là vấn đề cấp bách. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Thủ tướng về việc cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine, được nhập khẩu hoặc thuê các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vaccine. Sau khi vaccine được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu về Việt Nam và được kiểm định đảm bảo chất lượng, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Thủ tướng cho phép các doanh nghiệp được ký hợp đồng thuê các đơn vị có chức năng triển khai việc tiêm vaccine cho toàn thể cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố mong Thủ tướng sớm xem xét, chỉ đạo các bộ ngành liên quan hỗ trợ thành phố. Trước đó, tại cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 6, Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Văn Nên cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia đã mở cơ chế thuận lợi nhất để các địa phương tiếp cận với nguồn vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập tổ mua và tiêm vaccine COVID-19 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức chịu trách nhiệm điều phối.